kinh nghiệm kiểu thích. Phút dưỡng em ơi. Dưỡng. Nó bị tụt. Tụt không thì cứ việc ấn nó ra. Tụt qua. Phải tắt cho chị đi. Tụt cho đầu kia. Đây. Phủ chị lấy mà. Ông gì nhỉ? Xem cái dưỡng này. Ông Cường, ông Huy, tất cả mọi người. Cầm này, hút thì xong ra này. Cô có mỏng, cô đang chăm chú, cô nhìn, cô nhìn cái gì đấy, cô mỏng. Nhìn này. Nào, cô Nhung mới lùi ra. Quay về đằng sau. Chết rồi. Đẹp không? Tối nay là phải đi chơi thôi. Thôi, cười tóc cho bạn đi.